danh tính, đại gia, cầm sắp tiền, phát khắp nơi, trong trận Việt Nam thắng Lào. Tối qua, ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam đã có trận đấu trên sân khách, gặp đội chủ nhà Lào ở khuôn khổ giải AFF Cup 2022. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng đậm với tỷ số 6-0. Dù trận đấu đã đi qua, nhưng những thông tin xung quanh vẫn gây chú ý lớn. Điển hình là mới đây, dân mạng liên tục lan truyền hình ảnh về một cổ động viên Việt trên khán đài tối qua. Cụ thể, khi thấy Việt Nam toàn thắng, người này đã cầm trên tay rất nhiều tiền mặt và đi phát cho mọi người ở xung quanh khán đài khu vực mình ngồi. Theo tìm hiểu, người đàn ông này là một đại gia có tiếng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Người này cho hay như sau: vì Việt Nam ta thắng Lào quá đậm, mà Lào là quê hương thứ hai của tôi. Tôi yêu cả hai như nhau, nên tôi phát tiền vé gấp đôi cho các bạn Lào ở cùng khán đài với tôi. Không chỉ fan Lào, các cổ động viên người Việt cũng nhận được tiền từ đại gia này. Được biết, tiền người đàn ông này cầm trên tay là tờ 100 kiếp Lào, tương đương 137.000 đồng Việt Nam. Ở phần bình luận của bài đăng, trong khi một số bày tỏ ngưỡng mộ với độ chịu chơi của vị đại gia, một số khác lại cho rằng hành động này hơi lố, không phù hợp khi xem trận bóng đá.